Hello, xin chào cả nhà. Câu chào thân thuộc, thân quen gửi tới cả nhà yêu. Hôm nay mình lại sáng nay mình lại làm cái clip ăn sáng ở nhà. Đúng hôm nay định sáng cái tí giờ đã lắng rồi cả nhà. Sáng mình cứ làm xong việc đi ra quán vào họ tươi đã hết sạch. Chẳng còn đang định ra đây lại lấy tiết về làm cái canh, mấy hôm nay cùng ăn cái canh nghe nó nóng ruột quá cả nhà. Háo. Ra hết. Hết sạch luôn. Bây giờ mình ăn ác quá. Nếu muốn ăn là phải đặt trước hoặc là đi sớm. Mình đây là họ đi làm sớm ăn sớm lắm. Mình cái công việc của mình cái xong thì ra cái 7:30 hết. Nên là phải về lại làm cái ăn sáng ở nhà này, nấu mì phở xúc xích rồi là trứng ăn ở nhà. Có gì lại chia sẻ cả nhà. Treo trên cây khế cây lan. Nắng này cho ra đây cho nó đẹp. Mấy em này là thuần thuần rồi đó. Đang lên rộng. Rồi bây giờ mình vào chế biến nhé cả nhà nhé. Ăn sáng gần như thành ăn trưa, ăn tầm này là cũng thôi, trưa cũng nghỉ. Đây cả nhà, mình lại nấu xúc xích này, mì xúc xích này, mỡ lợn mình cho đây này. Đang cắt giả, quên không chia sẻ cả nhà đấy. Mình cho 3 quả xúc xích này. Đấy, hôm nay lại là tiết tương ớt mừng hương mới gửi về cho mình. Đấy, mới gửi về cho mình mấy lít, 4 lít. Cho ông em mình 2 lít, còn mình để 2 lít ăn dần hết thì tính sau. Đấy, nấu mì siêu cay mình hay ăn cái vấn đề đó. Đây, hôm nay hết bánh đa cua rồi, này. Vợ mình lại mua cho cái này. Đấy, mì phở này sợi to này ăn rất dai ngon cả nhà. Trứng gà nữa. Hôm nay ăn cả thêm vào trứng gà. Trứng gà này hôm xưa bà chị mình dưới Bình Lục Quan nên nó cho hàng rổ nó đầy, mang một thùng xốp. Những trứng này nhà mình ít phải mua lắm. Hào ăn, thỉnh thoảng ngoại mang lên cho. Cô em nhà như bùi tôm riêng nó đầy. Tí mình lại chiên 2-3 quả nữa để ăn cùng với lại mì. Chủ yếu nấu mì ăn. Cả nhà có bữa sáng này có gì chia sẻ thế cả nhà nhé. Cho mắm muối vào rồi thì mình sẽ nán cái này để ốp 3 quả trứng nữa nha cả nhà nhé. Mình ăn mì cay xúc xích trứng ốp. Nhà có gì là mình chiến đấu thế cả nhà. Chia sẻ nó bữa ăn nó như thế. Chơi hẳn 3 quả ăn nó đã cái mỏ ở nhà. Mà có chục ốp bây giờ mình sẽ cho tứ ớt vào cái này nhé cả nhà nhé. Chất canh của trứng nó không nhỡ nó cháy. Trứng ốp cho cái cổ điển mũi ngọt nào. Khi ra nấu ăn thì nó mới cần phải đẹp cái gọn gàng, mình nấu xong dù xấu hay thì đẹp thì miễn sao cái hàng ngon chất lượng cao được, miễn sao chín xong ngon là được, đút vào mồm mới là xong. Tại mình có phải làm hàng khách sáo ra mình trưng bày cả nhà nữa. Đây, trải thực ơi, xem đủ bá biển, cho hàng mồm ủ, chưa đổi được, cay lắm rồi nhỉ. Được đấy, nhìn nó không được gọn đẹp mắt đâu cả nhà, nhưng mà ong ảo hết đấy đấy cả nhà, tuyệt vời mặt trời rồi. Đấy, ba quả của biển thế là xong. Được cho mì đây, mời cả nhà đi ăn cùng mình nhá. Đấy cả nhà, đã xong một khay mì to chưa? Đấy mình chia sẻ này nhá. Sắc cay lắm, ớt là công việc vẫn cay, đúng như cái đợt trước mình mua cái cay này, cái bạn này mà cái này. Xúc xích chơi 3 quả trứng rán này nữa, trứng chiên. Quả này nghe có vẻ vẫn là nọc đảo, mình cho quả này cũng là nọc đảo, còn quả này thì khô rồi. Đấy, mời cả nhà ra ăn cùng với mình nhé. Là bữa sáng làm một khay mì siêu cay xúc xích trứng chiên này thì trứng ốp la tuyệt vời ông mặt trời. Đấy, cả nhà mời cả nhà cùng ăn mình nhé.
rượu. Mỗi bữa ăn lại làm cốc rượu cả nhà, nó kích thích tiêu hóa ngon cơm, lưu thông khí huyết, biết uống rượu rất tốt cả nhà, nó không biết uống rượu thì chỉ có chết, phù mặt là mà chết, cả nghiện rượu này, khiếp lắm. Wow, cái này cay lắm cả nhà. Cái này mì xúc xích siêu cay, làm cả một khay luôn. Này, cái bồng. Ông ngồi. Cây này nó cũng ăn đấy cả nhà. Tí đói tặc hết. Ở nhà đến tối mới được ăn cơm. Ở nhà mình chúng nó đi làm hết. Mình trưa đến hoặc là sáng mình ở nhà mình chỉ ăn nhẹ nên là xong, nên là xuôi sung muối cả nhà. Đó. Xúc xích mì. Muối này ăn rất ngon. Rau này cả nhà biết là toàn rau của mình, toàn nhà rồng. Đỉnh cao của cuộc sống cả nhà. Quên bữa sáng mà mình ăn thế này là nó xô chưa là cũng thôi cả nhà. No là video thế này rồi, tối về lại có cơm. Cay quá này, tròn môi đầy. Còn ăn cái thứ ớt mực cơm này thì biết rồi, mình ăn cay thế là đủ bã mình. Bông cay quá lại ngồi nghỉ à. Bông lại ngồi nghỉ à. Cả nhà nhìn ba quả xúc xích, ba quả trứng này là căng, sung muối. Mình sẽ ăn cái quả này. Quả nồng đào ở trước cả nhà, đây cũng có nồng đào, còn hai quả này săn rồi. Rồi gọi trứng gà ốp nam. Đi ra ngoài. À, mới ngon này, kem này. Ai, mời nhà, nồng đào ăn rất béo. Mình thấy mà ăn béo thì mình thực ra ít ăn cái loại này là hồng đào đấy, trứng mình rán kỹ, hộp xốp. Cũng béo là ngậy cả nhỉ. Gọi trứng, mình gọi trứng tái. Được nưa cay quá. Cả nhà nhìn này nó đỏ này, đúng mà mùi.
các loại rau, rau ngổ, rau hẹ, rau húng, rau cần. Nhiều quá, một khay này luôn. Mình chưa nấu nó sợ đói, lo bụng nó mất, làm cho đẹp đẹp ấy nhưng mà lại nhiều. Nhiều quá này, quá nhiều. Sao nấu nấu rút kinh nghiệm nấu bơ thì lại giống mì là nó nở cả nhà, ăn mãi luôn bao nhiêu thánh ăn. Bông thì ăn xúc xích à, không ăn mì à? Này khôn lắm, nó chỉ ăn mồi thôi, cơm nước nó ít ăn. Chỗ này phải hai suất ăn thoải mái. Rau má rau cần các kiểu. Ăn không? Khôn lắm. Bánh mì ấy. Cứ ăn mồi ấy, ở đâu ra? Ăn hết rồi, giỏi quá. Còn tối cay cũng ăn. Thank you.
nhiều quá này, còn rút kinh nghiệm nó một nửa. No. Nổ khô đấy nhỉ. Gà đâu nó gối đầu này, nó cứ nừng nừng nó gối đầu nó nách mình lắm. Nó là mới đi đổ vào. Một mình uống không dô cả nhà, nó vô rót ra rót vào quên. Đúng dòng. Cay quá này. Nguội càng cay. Trong mồm trông thêm cay thế. Căng quá không hết được cả.
Cái này để chiên, cái cho em nô ăn. Ngồi đấy, cũng được. Rượu đổ vào. Rượu quý. Đấy, cả nhà đây, hôm nay là mình làm chia sẻ là bữa ăn sáng của mình, bữa sáng giờ dừng giờ đoạn, bây giờ nó phải 8 giờ đấy, nhưng không hết được này. À, mà mì siêu cay xúc xích với lại trứng chiên cả nhà, 3 quả xúc xích và 3 quả trứng không được, đây là tí rồi cho thời nó khô lắm nó và nó lịnh nó cào đấy đấy, tí nó vào cho nó đấy. Được rồi. Dê giỏi lắm, cùng dê ha. Thôi được rồi, tí cho ăn. Và video có thời lượng mình xin kết thúc video ở đây nhé. Cảm ơn cả nhà theo dõi clip hay cho mình một like và đăng ký kênh ủng hộ cho Biển nhé. Mình chuyên chia